cái cách mà chúng ta chào các bạn, mình giới thiệu với các bạn đây là một cuốn sách mà mình đã viết ra giáo trình cơ bản để hướng dẫn 3D Max 2017. Và cuốn sách này có một cái đặc biệt đó là được nhúng visual vào trong cái từng trang sách này để tạo nên những cái bài học video trên chính những cái trang sách này, trên những cái bài này. Mỗi một bài này chính là một video, và cuốn sách này sẽ đi kèm với một cái ứng dụng, đó chính là Lens 4D. Đây là cái phần mềm. Đây, phần mềm chúng ta kích vào đây. Chúng ta kích vào phần mềm này được lập trình bởi công nghệ Unity. Thì ở đây các bạn nhìn thấy cái phần Lens này thì chúng ta có này, thứ nhất là về phần video này và ảnh này. Đây, chúng ta vào, chúng ta sẽ nhìn thấy. Chúng ta muốn quay lại thì next quay lại. Còn muốn chọn bài thì các bạn chọn đúng vào bài mà nó lesson của nó ở đây. Thì chúng ta chọn, ví dụ như chúng ta muốn học bài số 1 này, thì chúng ta học bài số 1, chúng ta muốn học bài số 16 chẳng hạn, thì chúng ta chọn bài 16. Là nó sẽ, khi chúng ta gọi là nó sẽ lên video có từng bài một. Đây là bài 1, bài 1. Bài 1 thì chúng ta sẽ ứng với số 1 ở đây. Các bạn nhìn thấy trên trang sách của chúng ta có một số 1 đây. Đây, chính là cái cách chúng ta đi lưới này, cách chúng ta tạo ra một cái hình như thế này, cộng với nó là phần lý thuyết bên trên này. Đây, bài là phần này là phần chương 3 rồi. Trong cái cuốn sách này thì cái phần chương, các cái chương đầu tiên của nó ấy là giới thiệu về giao diện của cuốn sách thôi. Cách sử dụng chuột này. Cách một số phím tắt này. Sau đến bên phần bên tiếp theo là làm quen với các cái thao tác trước khi làm việc với 3D Max. Các bạn nhìn thấy. Sau đó đi đến vào các cái mục lớn của nó như là grid, phần tạo này. Đấy, trong phần tạo này có đối tượng tạo, đối tượng 2D đó, đối tượng 3D. Đây là đối tượng 2D. Còn bên này là đối tượng 3D. Đối tượng 3D đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ hình dung ra được những cái chức năng của từng cái đối tượng này khi chúng ta nhìn vào đây. Đấy. Tiếp đó là chúng ta đi đến những cái phần của Modify bên cạnh đó. Modify. Là một số lệnh quan trọng nhất trong phần Modify. Các lệnh quan trọng. Cuốn sách này. Phần thứ hai chính là chương 2, giao diện làm việc của 3D Max. Giao diện làm việc thì chúng ta sẽ được chi tiết hóa những cái giao diện như thế này. Tất cả những cái cần này. Chế độ, các chế độ trục đối xứng như xoay trục. Và sau khi giới thiệu bên này xong thì chúng ta đi sâu vào giải thích chi tiết từng cái đối tượng một. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây, giải thích chi tiết từ đối tượng một. Đến cái phần chương 3 đó là phần tạo hơi dựng một cái model mặt, model nam, giới, cách đi lưới. Sở dĩ tại sao chúng ta thiết kế nó nhiều cái khác nhau thế này là để cho nó nhận diện được cái từng cái video có cái sự khác nhau. Còn nếu chúng ta không làm sự khác nhau thì nó sẽ không nhận diện ra video riêng biệt ra được, mà nó sẽ nhận diện chung. Nên là cái này là phần lập trình, cho nên đôi khi là thiết kế phải theo cái phần đấy thì nó cũng không được đẹp lắm. Tiếp theo các bạn nhìn thấy đây là chương tiếp theo. Chúng ta sẽ có cái phần một character nữ, hay là thực hiện một character nữ toàn thân, bắt đầu từ cái đầu này. Cái đầu này. Chúng ta làm khuôn mặt trước này. Thì tất cả phần này nó đều có video cả các bạn nhé. Thì chúng ta tạo dựng lên một cái. Đấy. Cho đến về sau cùng đây. Để chúng ta lên được hình người này. Tiếp theo này. Đấy, chúng ta đi vào chi tiết này. Đấy, đi đến đôi giày này. Có nghĩa là đến đây là chúng ta sẽ được một cái nhân vật hoàn thiện. Đấy. Và khi dọi vào đây các bạn sẽ nhìn thấy có một đoạn phim hoạt hình hiện ra. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào xem cái bài đầu tiên. Thì các bạn nhìn, tôi sẽ mở cái phần mềm này ra. Ở đây
Tôi chọn là bài 1. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào camera này thôi. Kích vào đấy. Sau đó các bạn nhìn nhé. Trong phần camera này có một phần là model. Các bạn chọn model thì các bạn chỉ nhìn thấy model và nhìn thấy lưới của nó. Ví dụ tôi chọn vào đây, tôi sẽ nhìn thấy cái model nó hiện lên. Đấy, đây là cái model. Model nó hiện lên và các bạn có thể nhìn thấy được lưới của nó. Vì do ánh sáng chỗ này nó đang bị nhòe kia. Đấy, còn nếu như mà video thì các bạn chọn vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy video được hiện lên. Đấy, các bạn chỉ cần lắc cái là nó nằm ngang. Đây là bước 1. Các bạn nhìn thấy đây là bước 1. Bước 1. Thao tác hoạt động dựng hình. Đấy. Đầu tiên là chúng ta vẽ ra xong là modify này, turbo chấm bút này. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ chú ý là khi mà chúng ta có một cuốn sách như thế này ấy, đồng nghĩa với việc là chúng ta đã có một bộ video rất là kỹ trong cái việc mà chúng ta tạo ra các cái hình mẫu trong cái phần sách này rồi. Các bạn chỉ cần chọn đúng bài thôi. Chúng ta quay lại, đây là bài 2, lesson 2. Khi chúng ta chọn vào cái là nó sẽ nhận luôn. Đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta dọi vào nó sẽ nhận luôn. Đấy, rất là nhạy. Nhận luôn, đây là bài 2. Và bài 2 nó cũng ứng với tất cả những cái A-chút rồi là những cái mà kỹ thuật trong bài 2 nó có. Thì cũng được là được viết lý thuyết trong này rồi. Khi các bạn đọc lý thuyết không hiểu, các bạn có thể xem video, các bạn sẽ hiểu được cái bài 2 nó như nào. Tiếp theo là như bài 3 chẳng hạn. Đây là những bài 3 chẳng hạn. Đây, bài 3. Nó sẽ nhận hình luôn, rất là nhanh. Các bạn nhìn thấy bài 3 đây. Cách thêm một đường lưới này, một lưới ở đây, ở giữa đây. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Video lên. Ok. Các bài 4 cũng thế, các bài sau cùng cũng thế. Mình chọn các bài sau cùng. 16 chẳng hạn. Bước 16. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này nó sẽ tạo thành một cái model gồm có tai, có mắt, có miệng. Đây. Đang xây dựng thêm các bước tiếp theo các bạn nhé. Đấy. Ok. Đây là bước 16 đang làm cái tai. Để gắn cái tai vào. Vậy thì cái cách chúng ta sử dụng cái này nó rất là đơn giản như vậy thôi. Cho nên là khi mà chúng ta có một cuốn sách như thế này ấy, thì cuốn sách này sẽ phục vụ cho cái công việc dạy học và học tập online của chúng ta. Nếu như những bạn nào đăng ký khóa học 3D của bên 3D Việt Pro ấy, ở khóa cơ bản thì các bạn sẽ bạn nào mà không đăng ký mua sách thì chúng ta có thể đăng ký để xem video trực tiếp ở trên trang học online của 3D Việt Pro. Và trong cái trang học online của 3D Việt Pro thì các bạn ngoài cái việc các bạn truy cập vào trang web ra thì các bạn còn có thể vào từng nhóm có từng lớp, nghĩa là mỗi một lớp sẽ có tầm 4 đến 5 bạn thì sẽ có những cái bài live trên từng cái nhóm một. Vậy thì cái cuốn sách này tôi giới thiệu qua như thế thôi, còn các bạn muốn biết công năng của nó mọi thứ thì các bạn phải sử dụng thì các bạn mới biết được. Thì trước đây cũng có rất là nhiều bạn hỏi về cuốn sách này, nhưng đến thời điểm này bảo khi tôi tung khóa học online ra thì tôi mới đưa nó ra thị trường để tôi giới thiệu với các bạn về khóa học. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Đinh Thi chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở như các cái video bài học nếu như chúng ta có học các cái trình học online nhé. Cảm ơn các bạn.